Dạ em xin chào cô chú anh chị. Dạ thì em làm cái clip này là bên em bán cái đầu quạt 12-24V không chổi than. Đó. Thì sẵn nhân cái dịp mà em giao cái lô 10 cái quạt này đi An Giang thì em xin review và trả lời vài câu hỏi gần đây nhất của cô chú anh chị được quan tâm nhất ha. Thì em giới thiệu sơ về cái quạt ha. Đây. Quạt em được lắp ráp theo kiểu chuẩn B4 ha. Về mình dễ lắp ráp lắm, tháo cái đầu quạt 220 ra là ráp vô được thôi. Đó. Nó đang quay đây, em đang cấp nguồn 12V4 đây cô chú anh chị ha. Pin 12V4. Đó. Chạy rất là êm ha cô chú anh chị. Đó. Và cái câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là nó có bền hay không. Và câu hỏi thứ hai là nó khi cấp 12V nó có mạnh như quạt 220 hay không. Ok, em sẽ trả lời cho cô chú anh chị xem ha. Bây giờ để xuống trước đây em sẽ giới thiệu sơ lược. Dạ thì cái đầu quạt này thì được em sử dụng từ cái motor không chổi than tháo máy photocopy, và motor này nó được một cái tập đoàn của Nhật là Servo sản xuất ha, để lắp vô máy photo của Nhật. Nó rất là bền ha cô chú anh chị. Đây, nội thất của nó đây. Đây là một cái motor được quấn lõi 100% dây đồng, và là vì nó không có chổi than cho nên nó rất bền và rất tiết kiệm điện. Đó. Rất là ok ha cô chú anh chị. Đây, đây là sản phẩm mình lắp ráp ha. Về rất dễ ráp vô quạt 220 ha cô chú anh chị ha. Đó. Thì sản phẩm mình kèm theo đó là một cái điều tốc. Đây, một cái núm điều tốc nhanh chậm và dây nguồn. Dây nguồn thì mình đã có gắn sẵn cái con diode màu đen, con chống ngược cực. Về mà cô chú anh chị mà có lỡ cấp ngược cực thì nó cũng không có cháy ha. Lúc đó nó chỉ không vô điện thôi. Đó. Thì mình nhận ra là mình đã cấp ngược cực rồi, mình sẽ cấp lại đúng cực cho nó chạy thôi. Đó, thì em đã trả lời câu hỏi thứ nhất cho cô chú anh chị là nó sẽ rất là bền và tiết kiệm điện. Đó. Bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của cô chú anh chị là nó có cấp 12V, nó có mạnh như quạt 220 hay không. Thì em sẽ test clip để cho cô chú anh chị xem luôn, chứ không có trả lời bình thường ha. Thì đây, em sẽ vẫn test bằng cái nguồn pin 12,4V đó, kết nối với một cái motor, và em sử dụng một cái cánh gọi là cánh tay voi ba lá tròn, kiểu này là kiểu của Senco nha, đường kính cánh là 35 cm. Đó. Bây giờ em sẽ thử cho cô chú anh chị xem ha. Đây. Rồi, trước tiên em đã cấp nguồn cho nó 12V rồi nè. Và nó đã quay rồi nè. Tốc độ này là tốc độ thấp nhất nha cô chú anh chị ha. Em chưa tăng tốc ha. Tại một tay cầm máy quay, một tay cầm cây quạt. Bây giờ em sẽ để xuống em tăng tốc cho cô chú anh chị xem là nó có mạnh như quạt 220 hay không nha. Đây. Đây cô chú anh chị xem nha. Nó có mạnh như quạt 220 hay không. Thì quạt mình sẽ xài được từ 12, 11, 12 tới 24V. Thì khi 12 cấp 12V thì nó sẽ bằng khoảng số 3 của quạt 220. Đó, và nó sẽ mạnh dần khi điện áp mình tăng dần, ví dụ như 17V, 18V, 24V. Đó. Rất là ok ha cô chú anh chị. Rồi, thì chờ em chút xíu nha, em để cái máy quay xuống đây. Thì vừa rồi thì em cũng đã trả lời cho cô chú anh chị hai cái câu hỏi, đó là motor nó có bền hay không và nó có mạnh hay không, thì đã trả lời xong ha. Thì em xin nói thêm, cái này rất là tiện tiện cho mùa hè, khi hay những khu vực hay mất điện hay là những khu vực không có điện như ở ngoài đồng ha, ngoài đồng hoặc là mình đi tàu đi ghe cô chú anh chị. Đó, mình chỉ cần có một cái ắc quy hoặc là pin máy khoan tay. Đây, pin máy khoan tay mình vẫn xài được luôn nha, pin đó 18V, rất là ok luôn. Pin này thì bao mạnh luôn, cấp 18V là nó mạnh như quạt số 2, số 1 của 220 luôn nha. Chỉ khi mình sử dụng 12 thì nó mát cỡ số 3 thôi đó, nhưng mà cỡ đó là ok rồi. Nguyên liệu là motor em còn rất là nhiều nha. Đây nữa nè. Cô chú anh chị mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ số Zalo với em. Đó. Thì em báo giá luôn cái đầu quạt này là 300k cộng với phí ship giùm em nha. Đó.
Thêm một cái thông tin nhỏ nhỏ nữa là khi mình dặn maximum thì nó ăn khoảng 2A trên giờ. Thì đó cũng là câu hỏi của nhiều người hỏi. Ví dụ như cái bình xe máy 6A thì chạy được bao lâu? Dạ, 6A thì chạy được khoảng 2 tiếng nha. Tại vì bình 6A nhưng mà khi xả nó sẽ không xả hết 6A đâu ạ. Đó, thì cứ tính giùm em là trung bình 1 tiếng chạy maximum nó sẽ ăn 2A đó. Đó, mình cái bình mình mấy A thì mình chia ra là mình sẽ biết được nó chạy mấy giờ ha cô chú anh chị ha. Đó. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ha. Có gì liên hệ Zalo với em ạ. À. Em xin cảm ơn nha.